Rồi xin chào các bạn, mình là Nguyễn Hồng Phúc đến từ Photoshop.com. Ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng hướng dẫn các bạn sử dụng Photoshop để chúng ta làm một cái hiệu ứng khá là vui, khởi nguồn là từ anh Jason Phạm. Anh làm cái hiệu ứng dạng anime khá là độc đáo và mình sẽ cố gắng bắt chước cái hình của ông. Như là hình này, các bạn có thể thấy before và after trước và sau khi ta làm hiệu ứng này khá là ok đúng không? Rồi, cái link thì các bạn có thể tải ngay phía dưới phần description của phần video này hoặc là dưới phần comment thì mình sẽ để đó. Ngoài ra thì mình đang có cái khóa học Photoshop cơ bản dành cho bạn nào chưa biết gì, và nếu như bạn nào mà biết sơ sơ hay là mất kiến thức là như nào đó, các bạn có thể học để được cái khóa đó. Và đồng thời mình đang có cái bộ Pro Preset dành cho Lightroom và Camera Raw. Bạn có thể click vào cái link ngay phía dưới luôn để chúng ta tham khảo. Rồi kia, quay lại với lại cái hình này ha, thì đấy, các bạn có thể thấy là đây là trước và đây là sau, đây là trước và đây là sau. Thực tế cái hình của ông thì còn ảo lòi hơn nữa, nhiều hiệu ứng là hình nhiều màu sắc như thế. Và đây có thêm cả mưa rơi nhá. Mưa thì nó khá là dễ rồi, mưa thì mình có cái tutorial mà về làm hiệu ứng mưa rơi, các bạn chỉ cần search hiệu ứng mưa rơi HD Photoshop ở trên YouTube thì nó sẽ có ra đầy đủ kiểu như này luôn, các bạn có thể làm thoải mái là kiểu như này. Nhưng mà trước mắt cái chính mà mình cảm thấy chúng ta cần phải để ý ở đây á, là về cái đặc điểm ở trên cái hiệu ứng này mà chúng ta sẽ phải chỉnh cái ảnh làm như sao cho nó ok nhất. Thì ở đây có thể thấy là với cái ảnh gốc kiểu như thế này mà chúng ta ra được cái hiệu ứng dạng như thế này thì rõ ràng thay đổi đúng không? Thứ nhất có thể thấy là về ánh sáng của hai cái cục tròn tròn, hai cái bóng đèn ở phía trước này, đồng thời nó tập trung khá là nhiều vào ở cái vùng giữa, đồng thời là những khu vực khác có thể thấy nhất là nó có cảm giác nó cái màu nó sậm hơn và nó tối hơn nữa, mưa mà đúng không? Thì đây mình cũng sẽ bắt trước y chang như vậy. Ngoài ra thì có thể thấy là cái chi tiết nó tương đối gắt, thì có thể là trong clarity kéo lên khá là mạnh, đồng thời là toàn bộ cái hiệu ứng này nó giống như kiểu là nó có chút gì đó chuyển thành tranh vẽ vậy đó. Thì có thể mình sẽ sử dụng một cái ở trong filter gallery. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu ha. Mình sẽ tắt cái hình này đi. Thực tế là đây có tới hai cái hình, thì các bạn có thể chọn bất kỳ cái hình nào các bạn làm cũng được. Để mình mở cái hình gốc cả hai tấm lên cho các bạn coi ha. Cả hai tấm, đây là tấm đầu tiên. Tấm này thì các bạn có thể thấy là cái phần bầu trời là chắc chắn là ông ghép vô rồi. Tại vì đó, mây nó đâu có giống như lại cái hình mây mà ông áp đặt đúng không? Mây khác nè. Và cũng làm tương tự với lại những cái vấn đề mà như mình nói hồi nãy đó, ánh sáng cũng chỉnh lại, ánh sáng chỉnh lại khá là nhiều. Đó, tập trung vào đây, tập trung vào khu này kiểu như thế, còn những phần khác vấn đề tối. Và cái thứ hai đó là thay đổi trời. Nhưng mà mình sẽ không làm cái này mà mình sẽ làm cái hình này. Đây, hình này ok hơn ha. Thứ nhất là nó dễ hơn, thứ hai nó đỡ tốn thời gian hơn so với kia. Thực tế là hai bước nó gần giống như nhau. Về vấn đề ghép mây thì các bạn thử coi cái tutorial về ghép mây của mình khá là nhanh nếu như bạn muốn làm cái tấm hình kia. Rồi kia, bây giờ thì mình sẽ xử lý cái bức hình này ha. Đầu tiên như mình nói đó là những cái chi tiết nó lên rất là nhiều, thì ra là mình sẽ giảm highlight tối đa, giảm shadow, tăng shadow lên tối đa luôn. Sau đó là contrast lên chút xíu, và như nói đó, clarity sẽ lên, tại vì như các bạn như thấy đó là những cái chi tiết ở khu vực này khá là nhiều, thì mình nghĩ là do cái clarity đó. Tiếp theo nữa là wireframe sẽ tạo đẩy lên chút xíu, và tiếp theo nữa là vào trong cái lens correction. Ở đây mình đang muốn tạo cái hiệu ứng giống như kiểu là một cái hình mà dạng như là hình vẽ anime, thành ra là những cái hiệu ứng về được tạo ra bởi lens thì mình sẽ loại bỏ hết, ví dụ như là cái hiệu ứng mà tối góc thì mình sẽ loại hết cái tối góc đi đó. Thì đây nó tự động nó nhận được luôn là ở A6500 sử dụng lens 24-70 thì cái tốc độ nó bị tối góc đi, thì nó sẽ khử toàn bộ đi và nó sẽ làm cho hình của ta nó phẳng hơn. Ok ha, sau đó mình sẽ bấm Open Image, sau đó thì sẽ chờ nó chạy một chút xíu. Rồi ok, thì tiếp theo ở trong cái bức hình này, đầu tiên là mình sẽ làm cái hiệu ứng nó tương đối giống anime hồi nãy đã. Mình sẽ bấm Ctrl J lên một cái. Tiếp theo nữa là mình sẽ vào trong phần filter gallery. Nếu như bạn đang sử dụng ở CS6 gì đó thì nó sẽ nằm ở khu vực khác. Nhưng mà đại khái là các bạn sẽ tìm cái filter gallery kiểu như này thì nó sẽ ra được các bạn. Thì đây các bạn có thể tìm ngay ở đây, nó có cái poster X này khá là đẹp này. Hồi nãy mình mò thử thì cũng như là nghe một số bạn nói thì có vẻ như là ông sử dụng cái poster X này thì kiểu như thế. Thì đây cũng sẽ sử dụng cái poster X luôn. Thì đơn giản ở đây thì mình chỉ cần kéo lên tới khi nào mình cảm thấy nó ok nhất là được. Không cần thiết là mình phải biết được cái cách kéo nó như thế nào mới gọi là đúng
kéo như nào là sai. Đại khái là cái X intensity là mình giảm hết mức xuống, tại vì có thể thấy nó đẩy chi tiết lên nhiều quá thì mình rất là không thích. Nên mình cảm thấy tăng giảm thì nó cũng chang như nhau vậy thôi. Rồi mình cái ok thì chúng ta sẽ có cái hiệu ứng kiểu như này. Đó, những cái chi tiết nó lên giống như kiểu là vẽ, nó không còn được cái độ chân thật nữa. Tiếp theo nữa các bạn thấy là tương đối nó hơi glow một chút xíu. Glow nó bên nhau là sao? Nó chính là cái high pass đảo. Nếu như bạn nào đã coi cái tutorial của mình nhiều rồi thì những cái tutorial trước thì mình có hướng dẫn nói về cái vấn đề là high pass đảo. Cách làm high pass đảo rất là đơn giản. Bấm Ctrl J nhấn phát, xong đó vào filter order chọn high pass, sau đó các bạn có thể kéo lên high pass bao nhiêu đó các bạn cảm thấy nó ok nhất có thể. Thì như ở đây mình đang cảm thấy để khoảng cỡ âm về mấy thì mình chắc được. Thì ở đây mình sẽ chuyển qua là soft light xong mình bấm Ctrl Y một cái thì nó sẽ đảo lại. Thì có thể thấy là ở đó nó sẽ glow lên kiểu như này, khá là ok đúng không, nó blur blur đi kiểu thế. Thì chúng ta sẽ có cái hiệu ứng đó khá là đặc biệt kiểu như này. Rồi tiếp theo nữa các bạn để ý ở đây có cái phần viền á, những cái viền khác nó giống như kiểu trắng trắng á, thì mình sẽ làm đơn giản, mình bỏ nó đi bằng cách là chọn hai thằng này, Ctrl T mình zoom lên chút xíu để cho nó mất cái khoảng ở ngoài đi. Thì bạn có thể thấy là cái hình của chúng ta nó sẽ rất là gọn gàng. Ok ha. Tiếp theo nữa, bây giờ mình sẽ xử lý phần ánh sáng. Phần ánh sáng như vậy là nó tập trung toàn bộ vào những phần giữa, thành là những phần khác mình sẽ bỏ hết. Thì bây giờ mình sẽ đơn giản là sử dụng ánh sáng bằng cách brightness contrast, mình sẽ giảm cái brightness xuống chút xíu. Thì nó khá là ổn đúng không? Đơn giản mình muốn làm tối thì thôi mà. Đó, thì kiểu như thế thì mình sẽ tăng có lẽ là kiểu này rồi. Đó, thì mình sẽ có cái khoảng kiểu thì đây mình sẽ bỏ mình sẽ bấm Ctrl Y một phát nữa, đảo ngược lại giống như nãy high pass thì mình cũng đảo ngược lại. Thì bây giờ Ctrl Y thì mình từ cái layer mask màu trắng mình bấm Ctrl Y cái nó đảo màu đen thế thôi, Ctrl Y là invert đó. Thì đây mình sẽ sử dụng cái brush màu trắng để mà mình bôi hết bằng hết opacity này. Mình sẽ bôi ra những cái phần ngoài kiểu như này để cho tất cả cái khu vực khác nó tối xuống, mà mình sẽ không muốn những cái khu vực này nó sáng, tại vì mình đang muốn làm cái hiệu ứng chỉ sáng ở khu vực ở dưới thôi mà. À kiểu như thế. Rồi khá là ổn. Thì bây giờ mình sẽ tạo ra cái ánh sáng mà dạng như là nó màu vàng vàng lên kiểu thế. Thì bây giờ mình sẽ ngay mình sẽ tạo cái layer mới, có thể là mình sẽ tạo layer curvy thì mình sẽ tăng lên chút xíu. Có thể là đây mình sẽ giảm cái này. Mình sẽ giảm ánh sáng bằng cái curve để mà cho nó khá ok hơn so với lại cái kiện đấy. Khá là ổn đúng không? Thôi được rồi, bọn này đi. Thì mình sẽ tăng sáng rồi ha. Thì đây cái cách mình tăng sáng như sau nè. Mình sẽ tạo hai cái glow, hai cái dạng sáng. Anh giống như ra sân nữa. Mình sẽ sử dụng cái polygonal lasso tool, mình sẽ click đây cái kéo ra ngoài. Kéo có lẽ là đây. Đây. Tay xuống đây cái, sau đó đưa lên. Click đây. Đó thì mình sẽ tạo ra một cái vùng sáng đầu tiên. Tiếp theo nữa thì mình sẽ giữ phím shift và mình click bên này để mà mình tạo ra cái vùng sáng thứ hai. Thì mình cũng muốn nó dạng kiểu như thế, tức là nó sẽ hơi này. Đó, ok ha. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng cái brightness contrast cũng được, curve cũng được, tùy các bạn chọn là được. Thì đây mình thử sử dụng cái brightness này ha. Thì đây mình sử dụng cái brightness contrast, mình cảm thấy nó khá là ok, mình sẽ tăng sáng lên. Thì sẽ có cái vùng sáng kiểu như này. Tất nhiên nó đã hơi gắt, nhưng mà bây giờ cách chúng ta sẽ làm cho nó mềm đi bằng sử dụng cái Gaussian Blur. Các bạn click vô trong cái layer mask này, các bạn sẽ vào filter, chọn Blur và chọn Gaussian Blur. Ở Gaussian Blur này các bạn tăng lên làm sao đó, mức độ nào các bạn cảm thấy nó tỏa ra, nó tỏa ra một cách tự nhiên nhất có thể là được rồi. Như đây mình cảm thấy 170 khá là nhiều nhưng mà ok. Rồi tiếp theo nữa là mình sẽ thêm cái màu vàng vào trong chỉ trong cái phần này thôi, tại vì lần trước là mình vừa mới làm cái vùng chọn này nè. Đây mình sẽ để phím alternate, thì các bạn thấy đây là cái vùng chọn của mình rồi ha. Đó, để phím alternate hoặc là option trên Mac. Thì đây mình sẽ thêm cái màu vô rất là đơn giản, mình chọn solid color và mình sẽ đẩy qua chọn cái vùng màu cam cam vàng vàng kiểu như này rồi mình bấm ok cách. Thì bây giờ mình sẽ chọn thử coi là mình sẽ bấm chuột phải vào đây và chọn là Create Clipping Mask để cho cái màu này nó sẽ chỉ áp vào trong cái brightness contrast ở dưới mà mình vừa mới làm cái này thôi. Đó thì đơn giản các bạn hiểu là cái phần màu trắng sẽ là cái phần mà sẽ bị dính cái phần màu vàng ở trên, rất là đơn giản đúng không? Thì đó là về cái nguyên tắc của layer mask. Nếu bạn nào chưa biết layer mask là gì hay là sử dụng layer mask như nào, thằng này khá là mạnh, thì các bạn thấy mô pháp của mình cũng được, đơn giản như vậy. Rồi ok, đây có thể là mình cảm thấy nó hơi gắt một chút xíu thì mình sẽ giảm cái opacity đi.
Bởi vì nó khá là gắt, khá là gắt. Tính mình thì mình không thích màu gắt như kiểu của ông Jason. Thực tế cũng không gắt lắm đâu, nhưng mà nó khá là tập trung. Nhưng mà được rồi, cái cách làm đơn giản là như thế. Thì bây giờ các bạn có thể làm nó ok hơn nữa bằng cách là mình sẽ hai cái bóng đèn mình chưa làm nè. Bây giờ mình sẽ xử lý hai cái bóng đèn cũng rất là đơn giản luôn. Các bạn sẽ bấm Ctrl Shift N thấp á, Ctrl Shift N, các bạn sẽ có một cái layer mới, các bạn click OK một cái. Thì bây giờ ở đây các bạn sẽ sử dụng cái gradient tool và các bạn click vô cái phần màu này. Có thể mặc định nó sẽ là trắng đen, thì phần một phần các bạn sẽ để là màu cam, các bạn chọn màu cam nào cũng được, nhưng mình chọn cái này. Và phần này các bạn sẽ để cái click lên trên này ha, và giảm cái opacity này đi, thì các bạn sẽ có cái màu từ vàng sang kiểu như này. Và các bạn nhớ chọn vào trong cái gradient này ha, radial gradient, các bạn có nhiều cái để nó có cái dạng bo ra. Thì bây giờ đang ở cái layer mới này, mình sẽ click vào giữa và mình sẽ kéo ra chút xíu, thì các bạn sẽ có cái hiệu ứng kiểu như này. Và các bạn có thể thấy nó hơi có màu trắng chút xíu, thì có thể đơn giản bỏ cái này đi chút xíu, bỏ click đấy kéo xuống cái là xong thôi. Thì mình sẽ có cái này, thì mình sẽ làm lại cái layer mới, click vào chặt kéo ra thế thôi. Sau khi làm xong rồi, để cho nó thật hơn, các bạn chỉ cần chuyển nó sang cái gì đó là được thôi. Như đây shop lại cảm thấy không ok thì mình có thể chuyển qua là color dot chẳng hạn hết đó, color dot khá là ok. Mình sẽ giảm opacity đi, màu nó khá là gắt đúng không, màu khá là gắt. Không sao, thì kệ, tí nữa mình xử lý xong mình sẽ nhân đôi lên bằng cách là bấm Ctrl J, mình nhân đôi cái layer đèn này. Mình bấm Ctrl J, phím J là phím nằm giữa phím hai phím K, bấm Ctrl J lên và sử dụng move tool mình kéo nó qua bên này thôi. Đó, đại khái như thế. Thì đây mình sẽ bỏ cái phần glow phía trên này đi, nó chả ảnh hưởng phía trên này đúng không, nó khá là xấu. Và mình sẽ tạo cái layer mask và mình click màu đen, mình sử dụng cái brush màu đen. Và mình sẽ bôi đen trên này, bôi đen chưa, tại sao nó không, đây là của cái bóng đèn này, đây mình sẽ bôi vào đây. Thì các bạn sẽ thấy nó khá là thật đúng không, bóng đèn ở dưới mà nó chỉ chiếu ở dưới thôi chứ làm gì mà chiếu ở trên được. Thì đây mình sẽ bỏ đây luôn, có thể hơi để trên chứ, tại vì nó sẽ lấn ra ngoài. Đấy, chỉ thế thôi. Đó, thì nó sẽ có hiệu ứng kiểu như này. Tuy nhiên là đây mình đang muốn kiểu ở phần phía dưới này nó sẽ phải tối hơn, tại vì nó đang khá là sáng quá đúng không? Mình muốn cho nó giống như là chiếu có ánh sáng đẹp này. Thành ra là đây mình sẽ giảm sáng ở phần phía dưới này đi. Mình sẽ sử dụng cái này, mình sẽ chọn cái khu vực mà mình không muốn nó sáng quá kiểu như thế. Đây mình sẽ giảm sáng này đi, mình sẽ brightness contrast phát nữa đi. Tối ngày chỉ xài cái này thôi là mình cảm thấy khá là ok rồi. Đó, rồi khá là ổn đúng không? Thì bây giờ mình chỉ cần làm cho nó mềm cái biên này ra bằng cách tương tự hồi nãy Gaussian, thì mình sẽ có một cái khoảng khá là đẹp như thế này. Rất là nhẹ nhàng đúng không? Thì bây giờ công việc tiếp theo của chúng ta là làm cho nó màu cho nó đậm lên một chút xíu, tại vì như màu ở đây nó đang khá là nhạt nhạt, thì mình sẽ tăng lên chút xíu để cho nó ok hơn chút xíu. Các sao đó, khá là ổn đúng không? Mình còn còn vấn đề gì không? Rồi, gần như là không còn vấn đề gì. Thì chúng ta tiếp tục làm một cái hiệu ứng đơn giản nhỏ nhỏ nữa, là chúng ta sẽ sử dụng cái, có thể là mình sẽ làm gradient map. Thì đây mình sẽ sử dụng một cái màu, một bên là màu tối, một bên là màu sáng như bình thường đúng không? Thì đây mình ở phần sáng thì mình sẽ cho nó ám màu cam, cho nó ám màu cam ha, cho nó ám màu cam, click OK. Còn phần này các bạn để màu xám cũng được, hoặc là màu gì đấy. Thì đây mình sẽ chuyển nó sang cái soft light, thì nó sẽ có cái hiệu ứng kiểu thế này, nó khá là ok đúng không? Mình sẽ giảm opacity đi chút xíu. Đã, khá là ổn. Thì đây mình sẽ, như mình thấy thì hiện tại nó có vẻ nó hơi nóng quá. Thì mình, các bạn biết cái style của mình rồi mà đúng không? Mình sẽ chọn cái phần màu xanh ở phần bên ngoài để cho nó cân bằng lại kiểu thế. Mình sẽ chọn cái phần ở dưới này, kệ, vì cho nó vừa lạnh mà nó vừa dìm cái vùng tối xuống một chút xíu nữa, thì mình sẽ có cái kết quả kiểu như này, khá là ổn đúng không? Thì bây giờ các bạn chỉ việc
đơn giản cuối cùng là chúng ta sẽ thêm cái hiệu ứng mưa rơi mà thôi. Khá là nhanh, đơn giản, gọn nhẹ và cái hiệu ứng khá là tuyệt vời cho một cái hình phong cảnh hoặc là hình chụp nhà cửa kiểu như này. Đặc biệt rất phù hợp với những cái ảnh nó nhiều cái tông màu sáng nhá. Nếu như các bạn gặp màu trời nữa thì đừng quên làm như anh Jason ha. Anh Jason thì anh còn ghép cả bầu trời vô nữa để cho ghép cho nó nhanh, chúng ta lại coi cái tutorial khác của mình trên YouTube channel này. Đừng quên like, share, subscribe cho mình biết là rồi sau các bạn muốn mình làm về vấn đề gì ha. Bye bye. We'll be right back.